Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Ok, chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái date của Zulok nữa. Cái date này là date mới thôi chứ đeo răng thì mình chưa biết nha. Thì cái date này là Spyful Zulok. Thì nó hoạt động xoay quanh cái lá Spyful này, Summoner này. Và nó lấy cái lá chứ Nether. Nếu bạn nào không có lá này thì có thể lấy cái luôn cái lá Mermana Doom này cũng được. Thì nếu không có thì mình xài lá này thôi. Còn nếu mà có thì mình xài lá này. Thì nếu mà xui quá cái lá này mà nó ra trên tay, hai lá spell ra trên tay thì như là hai con này phế. Nếu mà nó không ra trên tay thì tên lá 6 của bạn gọi ra được hai một con 88 rất là ngon. Nói chung là nó rất là value với cái lá này. Tôi không biết về sau biết ra nó có chỉnh sửa với cái lá này hay không, nhưng mà cái lá này hiện tại nó gắn vô tất cả cái deck thì đa số gọi ra rất là value. Những cái lá mà 8 mana nó gọi ra rất là tổng. Và cái chiến dịch Nader này cũng rất là ngon, khi tên thứ 8 mình có thể dọn bàn, hay tên thứ 9 mình có thể dọn bo, để tên thứ 10 mình có thể dục cái Lord Raver ra để có thể trải ra bàn lại. Thì trong đây cũng rất là nhiều cái những cái con mình Demon đó, Dumga nè, Red Lord nè, rồi Void Walker, rồi Masaya MIB nè, Blam MIB, rất là nhiều những cái con mà thuộc về Demon. Nên Lord Gulan cũng rất là ngon nếu mà đánh những cái kèo mà kéo hơi lay một chút. Lay quá thì không ăn nổi nha, hơi lay thôi. Đó thì chủ yếu là giới thiệu cái deck này cho các bạn nào muốn thử. Thì cái deck này tìm tòi trên mạng thôi, thấy nó cũng ok nên chơi thử thấy cũng thắng được vài ván. Chơi vài ván là mới chơi vài ván thắng được vài ván luôn á. Thì thấy nó cũng khá là mạnh nếu mà quăng cái Spyful Summoner ra sớm. Và nó gọi được con 8 code rất là ngon. Rồi vậy thôi, nếu các bạn thấy thích video thì các bạn nhớ bấm like, share và subscribe ủng hộ cho channel nha các bạn. Nếu có thắc mắc gì có thể là comment phía dưới, tôi sẽ trả lời cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã ngồi xem video, bây giờ mời các bạn xem gameplay của nó. Đúng rồi, cái đấy đâu thì cay. Mind if I roll need? Why do you call as you command? I don't wanna. As you command. The rule. What the fuck? Total corruption, total power. Have breath. As you command, doctor. Giờ mới mệt nè. Hey, check on now. Sao lên con sweet phone này được. Shiny.
Pinch of death cup, heal of shoe. Free me! This world sold me. I don't wanna! Nếu đợt này xấu nó có thể búp. At any price! Free me! Nó thể búp cái 26 lên rất là bất lợi. Cứ chạy với nó đi. Nên con này là bắt buộc ở tên 6 là tại vì nếu mà tên 6 nó roll ra một cái last spell thì mệt lắm. Hỏi nó đi bò rồi. Only a fool rejects the Lich King. Let the pain speak to me. Reporting for duty. Who dares summon me? Your soul is mine. A paltry nó chỉ còn một cái qualify thôi. Nó giảm attack xuống. Put your faith in the light. Nó chơi ám thiệt chứ. A paltry task. Your soul is mine. Scurvy dog. A bard forged in blood and shadow. Còn cái combo dọn bàn nữa mà. The victory is mới đánh OTK hay là cho con nó OTK thôi. Nếu đéo này sống là sao nó để cái con tàu mà có device sale thì nó sẽ được boost lên. Không chơi được. Nguy hiểm lắm. Lúc đó nó chỉ là 2 tách. Nó có được bị siêu nữa. Chơi sẽ rất là lỗ. Reporting for duty.
I don't have enough mana. Why do you fall? Chơi con này luôn. How long can this go on? How long can this go on? Blood will flow. Nuna go vậy là mình có cầm chắc khả năng win cao lắm á. The light protects me. Nó bóp vô mấy con này nè, khó chịu lắm. Rất là bực bội. Chạy nó luôn. Để họ nó bước lên nó mệt. Reporting for duty. Mẹ nó, mày phải chủ cái đấy. Ok, bị win rồi. Win xiền. Will damn.